hôm nay. Xin Chúa làm ơn trên tất cả chúng ta và cho chúng ta thấy được chúng ta sống nhờ ân điển của Ngài. Và trong ân điển này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có nhiều điều tuyệt vời mà Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Chủ đề hôm nay tôi muốn gửi đến chúng tôi là làm sao nhận mọi ân điển cách dư dật. Làm sao nhận mọi ân điển cách dư dật. Chúng ta thường nói chỉ một vài ân điển thôi, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta có mọi ân điển. Trong Côn Tô nhì đoạn 9 câu 8 thì tôi coi những cái bản dịch khác nhau và tôi so sánh thì tương đối bản dịch này nó khá gần chính xác nhất ở trong bản dịch 2016. Đức Chúa Trời có khả năng ban cho anh chị em mọi ân phước. Chữ ân phước này có nghĩa là ân điển đó, cách dư dật để anh chị em luôn luôn được đầy đủ mọi mặt, hầu có thể chia sẻ rời rộng trong mọi việc phúc thiện. Tôi muốn cảm ơn Chúa, bởi ơn của Chúa trong hôm nay tôi muốn đưa chúng ta một cái nhìn quân bình về ân điển của Chúa và luật pháp. Tôi sẽ không phân tích nhiều hai điểm này, nhưng mà tôi nói theo những gì mà Kinh Thánh nói thôi. Còn chúng ta sẽ chọn cái phần nào của chúng ta thì đó là do nơi sự bày tỏ của Thánh Linh. Chúng ta đang sống trong một thế hệ mà có hai cái nhóm, có hai khuynh hướng đặt mạnh về một phía là một luật pháp, một phía khác là ân điển. Chủ nghĩa luật pháp cho rằng khi mọi người cố gắng làm lành lánh dữ, chúng ta sẽ bảo đảm sự công bình mình trước mặt Đức Chúa Trời qua các việc lành chúng ta làm, qua việc chúng ta vâng giữ luật pháp của Chúa. Họ tin rằng họ có thể nhận được sự cứu rỗi hoặc là xứng đáng để Chúa tiếp nhận mình và qua các việc làm của luật pháp. Tuy nhiên càng làm cái luật pháp thì nào thì họ bảo đảm cái sự họ nhận được cái sự cứu rỗi và họ được cái giữ được cái ân điển của Chúa, sự cứu rỗi của mình. Thomas Stechner nói thế này: người theo chủ nghĩa luật pháp tin rằng việc làm lành và sự vâng lời của họ đối với Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của họ. Chủ nghĩa luật pháp tập trung vào luật pháp của Chúa hơn là mối quan hệ với Ngài. Họ tuân giữ luật bên ngoài mà không có tấm lòng vâng phục. Và chủ nghĩa luật pháp thêm các quy tắc bắt con người ta phải tuân giữ hay là làm theo. Còn nhóm khác là chủ nghĩa ân điển, và sau này chúng ta có dùng cái chữ là siêu ân điển, được mô tả qua một làn sóng giảng dạy mới nhấn mạnh đến ân điển của Đức Chúa Trời để loại trừ các giáo lý quan trọng khác như ăn năn, xưng tội. Các giáo sư siêu ân điển khẳng định rằng tất cả tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai đã được tha thứ. Điều này đúng, không có sai, bởi vì đó là một cái vị trí mà chúng ta có, nhưng họ đặt trọng tâm về khẳng định tất cả điều này. Vì vậy vấn đề tín đồ không cần phải xưng tội. Sự dạy dỗ siêu ân điển nói đến cho những người mà tin theo họ, khi Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, Ngài chỉ nhìn thấy một dân tộc thánh thiện và công bình. Kết luận của sự dạy dỗ siêu ân điển cho chúng ta không bị ràng buộc bởi sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, ngay cả khi chúng ta không tuân theo luật pháp. Và họ cho rằng các tín đồ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của họ. Và bất kỳ ai không đồng ý đều là người luật pháp, giống như là người Pharisee. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái định nghĩa trong Kinh Thánh giải thích như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau để nghiên cứu. Và chúng ta sẽ đi đến điều gì mà chúng ta làm sao để sống trong ân điển Chúa và nhận được các ân điển của Chúa một cách dư dật. Nào, ân điển là một lẽ thật rất là quan trọng ở trong Kinh Thánh. Và cơ đốc nhân chúng ta cần phải nắm vững và cái thế giới này cần biết đến. Nó được thể hiện rõ ràng nhất qua những lời hứa của Đức Chúa Trời và được thực hiện hay được bày tỏ trong Kinh Thánh, và nó được 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 chứng minh hay được thể hiện qua cuộc đời của Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 1 câu 14 cho chúng ta biết rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý. Vì ngôi lời này là ai? Là Chúa Giêsu. Tất nhiên là lời của Đức Chúa Trời nó không còn chỉ là lời nữa mà trở nên xác thịt thể.
sống ở giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý. Như vậy Chúa Giêsu là đấng đầy ân điển và chân lý. Chris Martin nói thế này: trung tâm và cốt lõi của toàn bộ Kinh Thánh là tín lý về ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển là tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những người không đáng được yêu thương. Sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho những người không yên ổn. Ân huệ vô bờ bến của Đức Chúa Trời cho những người không xứng đáng. Nhà thần học Warfield cho biết thế này: ân điển là ân huệ chí cao miễn phí dành cho những người xấu số. Còn John Stott thì cho rằng ân sủng là tình yêu thương thể hiện qua sự quan tâm và cứu giúp. Còn Jerry Bridges thì nói cho biết rằng ân điển là Đức Chúa Trời hạ mình xuống tiếp cận những người đang nổi loạn chống lại Ngài. Chúng ta ngày hôm nay đang sống trong một thế giới mà kiếm tiền phải trả giá, làm gì chúng phải xứng đáng chúng ta mới nhận được. Và điều này thì dẫn đến cái sự phán xét. Chúng ta cân nhắc, chúng ta phán xét, chúng ta lên án nhau. Và đó là lý do tại sao mọi người đều muốn và cần có ân điển. Sự phán xét sẽ đem đến sự chết, còn ân điển làm cho sống động. Tóm tắt của ân điển có nghĩa là lòng thương xót, không phải là công đức. Ân điển trái với các tôn giáo khác như Phật giáo hoặc là những tôn giáo khác, họ chuyên tâm hay chú trọng trọng đến cái việc mà làm lành lánh dữ, và họ cho họ nói gọi là karma hay là nghiệp báo đó. Vì nghiệp báo là tất cả về những điều bạn nhận được, những điều mà bạn nhận bởi vì bạn xứng đáng nhận những điều đó. Có nghĩa là bạn gặt hái những gì bạn gieo. Có nghĩa là theo cái nghiệp báo là chúng ta gieo cái gì, chúng ta gặt cái đó, chúng ta xứng đáng nhận những gì chúng ta gieo. Còn ân điển là nhận được những gì mà chúng ta không xứng đáng. Chúng ta không xứng đáng nhưng mà chúng ta nhận được. Ân điển là không nhận được những gì mà chúng ta đáng phải chịu. Chúng ta làm điều gì sai thì chúng ta không phải chịu những cái điều đó. Và Kinh Thánh dạy cho chúng ta như thế này: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Roma đoạn 6 câu 23. Như vậy cái hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng mà sự ban cho hay là ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. Roma đoạn 5 câu 8 như thế này: nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Điều này nói cho chúng ta biết rằng đó là hậu quả của tội lỗi là chúng ta phải chịu cái sự chết đời này. Chúng ta phải gặt lấy những cái hậu quả mà những gì chúng ta đã làm trên trên đời này. Và nếu là nghiệp báo thì chúng ta phải trả. Và nếu là nghiệp báo thì chúng ta phải làm từ gọi là kiếp này đến kiếp khác. Nhưng mà ân điển của Chúa đến cho chúng ta đó, khi chúng ta không xứng đáng, Chúa ban cho ân điển của Ngài cho chúng ta nhận. Ngài ban ân sủng, ban những điều tốt lành của Ngài cho chúng ta. Và những gì chúng ta đáng lẽ chúng ta bị bởi vì chúng ta làm sai, nhưng mà nhờ ân điển của Chúa chúng ta không phải trả giá cho những điều đó. Và ân điển nói đến một cái điều, đó là cái sự trả giá này không phải chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta cố gắng dùng công đức chúng ta làm, nhưng mà bởi Chúa Giêsu đã làm thay cho chúng ta. Chúng ta phạm tội, Chúa Giêsu chúng ta đáng chết, nhưng mà Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta, để qua sự chết của Ngài chúng ta được Đức Chúa Trời nhận chúng ta làm con của Ngài, để qua cái đời sống mà công chính của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời kể chúng ta là công chính. Và bởi đời sống của Chúa Giêsu là thánh, chúng ta được kể là dân thánh của Ngài. Đó là một vị trí của chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ. Do đó Phaolô đã nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 thế này: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Như vậy sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được không phải là bởi công đức của chúng ta, không phải bởi nhờ sự cố gắng làm lành lánh dữ của chúng ta, nhưng đó là cái
tặng phẩm là món quà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta không phải làm gì để nhận được sự cứu rỗi, mà chúng ta bởi đức tin chúng ta đến với Đức Chúa Trời, và chúng ta tin cái sự hy sinh, sự chết thay của Chúa Giêsu để chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Do đó những ai mà chúng ta tin Chúa và chúng ta nói rằng tôi tin Chúa, lý do tại sao mà anh chị được lên thiên đàng, và quý vị trả lời rằng bởi vì tôi tin Chúa để Chúa chữa bệnh cho tôi, và tôi nghĩ tôi được lên thiên đàng, hay là tôi tin Chúa bởi vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện cho tôi, Chúa làm phép lạ cho tôi và tôi thấy Ngài làm phép lạ và tôi tin Ngài. Nếu chúng ta tin như vậy thì tôi không bảo đảm quý vị sẽ được cứu, được lên thiên đàng. Quý vị được cứu, được lên thiên đàng là bởi vì quý vị tin Chúa Giêsu đã chết thay cho tội lỗi mình. Đáng lẽ quý vị phải chết vì tội lỗi của mình, nhưng mà Chúa Giêsu đã chết thay cho mình, và Chúa Giêsu chết sau 3 ngày sống lại. Nếu quý vị tin cái điều đó thì quý vị mới được cứu. Còn nếu quý vị mà tin rằng bởi vì tôi đi nhà thờ, bởi cha mẹ tôi là người tin lành cho nên tôi theo đạo dòng vân vân, thì chúng ta không được cứu. Quý vị phải là cái người thật sự được tái sanh bởi Thánh Linh, tức là Thánh Linh của Chúa phải làm việc trong lòng quý vị để quý vị ý thức rằng mình có tội và mình ăn năn tội lỗi mình thì quý vị được cứu. Còn quý vị cứ tin tin theo đó thì cái điều đó không có bảo đảm cho sự cứu rỗi của quý vị. Do đó không phải bởi việc làm của chúng ta để không ai có thể khoe mình, tôi nhờ cái này mà tôi được cứu. Do đó ân điển không bao giờ có sự khoe khoang, không phải tự công đức của chúng ta. Do đó ân điển không phải đến từ nơi chúng ta, nhưng mà là của Đức Chúa Trời, là ý muốn của Chúa mà không ai ép Ngài cả, và được Ngài biểu hiện qua sự ban tâm, quan tâm và ban ân huệ vô lượng của Ngài là chính Chúa Giêsu cho chúng ta. Do đó cơ đốc nhân mà có xu hướng nghĩ về ân điển á, liên hệ đến sự cứu rỗi đó, thì chúng ta chỉ nghĩ một phần rất là giới hạn, rất là nhỏ. Ân điển không chỉ là cách chúng ta đến với đấng Christ để được cứu cứu rồi sau đó không phải trả một cái giá gì cả. Toàn bộ hành trình bước đi theo Chúa của chúng ta phải được thúc đẩy, phải được sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Tất nhiên là tất cả cuộc đời của chúng ta nó phải involve vô, nó phải nằm hoàn toàn ở trong cái ân điển của Chúa. Chúng ta không thể làm gì cho Chúa mà không đến từ ân sủng của Ngài, ân điển của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có khả năng ban cho anh chị em mọi ân phúc hay là mọi ân phước, ân điển cách dư dật. Tất nhiên là ai có cho chúng ta ân điển này là Đức Chúa Trời. Và Ngài có thể cho chúng ta bao nhiêu? Mọi ân điển, tất nhiên là rất nhiều loại, chứ không phải chỉ một loại, 2 loại, 3 loại là được cứu lên thiên đàng không, mà mọi loại. Và rất nhiều, và có thể chúng ta sẽ không đếm hết nữa. Để anh chị em luôn được đầy đủ mọi mặt. Cho nên mà chúng ta có ân điển, mọi ân điển thì chúng ta sẽ có được gì? Đầy đủ mọi mặt. Chúng ta để ý không? Nếu chúng ta muốn được đầy đủ mọi mặt, chúng ta cần ân điển mọi mặt. Và cần nó dư dật nữa. Để chi hầu có thể chia sẻ rời rộng trong mọi việc phước thiện. Tức là chúng ta nhờ có dư dật như vậy, chúng ta mới làm được nhiều việc lành cho Chúa. Nào tôi kể chúng ta ít nhất ở tại đây là 8 lợi ích tuyệt vời cho về ân điển của Chúa cho cuộc sống của chúng ta. Tôi chỉ nói ngắn một số điều, sau đó tôi sẽ đưa một số điều khác cho chúng ta. Nào, các lợi ích của ân điển. Cái thứ nhất mà chúng ta sẽ nói đến, chúng ta được cứu nhờ ân điển. Con đường duy nhất đến thiên đàng là qua cánh cửa của ân điển. Chúng ta sẽ không tốn kém để được ân điển. Chúng ta không phải làm việc gì để nhận ân điển, mà chúng ta không thể mua ân điển. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Chúng ta nhớ rõ ràng điều này, biết chắc rõ ràng ân điển không thể mua, ân điển không thể nào làm để mà chúng ta trả giá nó để chúng ta nhận được. Ân điển không không thể nào tốn kém để có được ân điển. Nó là món quà, một tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban cho. Rồi thứ hai là chúng ta được tha thứ nhờ ân điển.
À, ích lợi thứ hai là chúng ta được tha thứ nhờ ân điển. Mặc dù chúng ta không xứng đáng nhận, nhưng Đức Chúa Trời đã xóa sạch tội lỗi chúng ta bởi ân điển của Ngài qua Chúa Giêsu. Chúa nói cho chúng ta biết rằng ta chính là đấng vì chính mình mà xóa các vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. Ê-sai đoạn 43 câu 25. Chúa bởi vì chính Ngài. Ngài xóa tội lỗi chúng ta bằng cách nào? Qua Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến ân điển của Chúa để chúng ta hiểu được những điều mà Chúa đã trả giá cho chúng ta, để chúng ta không lạm dụng ân điển và chúng ta không nhìn ân điển trong một góc độ nó không có được chuẩn, không được chính xác như Chúa dạy chúng ta. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được giữ vững nhờ ân điển. Chúa sẽ không bao giờ yêu cầu chúng ta làm bất cứ điều gì mà Ngài không chu cấp cho chúng ta, mà Ngài không ban năng lực để chúng ta làm, và Ngài không cho chúng ta sức chịu đựng để chúng ta có thể làm trọn cái điều đó. Đó là gọi là ân điển. Philip đoạn 2 câu 13, vì Đức Chúa Trời là đấng tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Có nghĩa là Chúa làm việc ở trong lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý của Chúa, và Chúa tác động trong lòng chúng ta để cho bất cứ hoàn cảnh nào ý muốn của Chúa chúng ta có thể chịu đựng được, và chúng ta có thể nhẫn nại vượt qua tất cả những hoạn nạn, những thử thách, những khó khăn, những điều mà những sự tấn công của ma quỷ. Rồi chúng ta được trưởng thành cũng nhờ ân điển. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta giống như Chúa Giêsu. Điều này xảy ra không phải sự nỗ lực của chúng ta mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe cái điều này và chút xíu chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì xảy ra. Phi-líp nhì đoạn 3 câu 18, nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy ân điển để giúp chúng ta trưởng thành đó là gì? Nó không phải sự nỗ lực của chúng ta, nhưng mà bởi ơn của Chúa cho chúng ta. Cái phần của chúng ta là đáp ứng bởi ơn của Chúa qua sự hiểu biết Chúa, qua sự hiểu biết ân điển của Ngài, qua sự hiểu biết về Chúa Giêsu. Thứ năm là chúng ta được giải phóng nhờ ân điển. Qua việc chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta thoát khỏi những gánh nặng, sự rủa xả, và chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Chúa. Nếu mà đời sống cơ đốc nhân mà chúng ta không an nghỉ ở trong đấng Christ, chúng ta bôn ba, chúng ta vật vã, chúng ta tranh đấu để đạt được cái này và giành được cái kia đó, chúng ta đang ở trong chủ nghĩa luật pháp. Chúng ta phải biết rằng hãy trao mọi gánh nặng mình cho Chúa, vì Ngài đấng chăm sóc chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng ở kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư hãy đến cùng ta cho các con được yên nghỉ. Cái sự rủa xả về cái cuộc sống vật lộn, đổ mồ hôi, nước mắt giống như thời kỳ Adam, Chúa Giêsu đã mang lấy cái mão gai cho chúng ta rồi. Chúng ta làm việc cực khổ, chúng ta đổ mồ hôi, nhưng mà Chúa mua chuộc chúng ta, Chúa cứu chúng ta để chúng ta không cực khổ bằng cách Ngài đổ máu. Chúng ta hãy tưởng tượng những cái gai nhọn mà ai đi qua Do Thái mà chúng ta tới những cái chỗ mà thấy những gai nhọn khoảng cỡ gần một tấc này đâm vào trong Chúa và máu chảy ra để chi, để Ngài cho chúng ta cái sự an nghỉ của Ngài. Do đó tôi khuyến khích chúng ta hãy đến với Chúa và nhận cái ân điển của Chúa cho, để mình không có vất vả, lo lắng và mệt mỏi và tranh đấu trong cuộc sống. Ở thứ sáu, chúng ta được khỏe mạnh thể xác và tâm hồn nhờ ân điển. Bởi ân điển qua Chúa Giêsu, Ngài chữa lành tấm lòng của chúng ta, tâm hồn và thể xác chúng ta, cất gánh nặng khổ chúng ta dù chúng ta không xứng đáng. Ê-sai đoạn 53 câu 4 đến câu 5. Thật người đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, và chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lần roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Chúa Giêsu đến để bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta, là Ngài gánh lấy những sự đau khổ, những cái bệnh tật và tất cả từ thể xác với phần tâm hồn của chúng ta. Ngài chữa lành tấm lòng của chúng ta để cho chúng ta nhận được cái sự trọn vẹn ở trong 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 Ngài. Kế tiếp là chúng ta cũng nhận được tài năng nhờ ân điển nữa.
nhờ ơn Điển Chúa mà ban cho tôi những khả năng, những tài năng khác nhau, không phải từ của chúng ta tự có. Cho nên lắm khi có những người họ khoe, ô tôi có tài này, tôi khoe là kia. Ờ không đâu quý vị ơi, đó là do Chúa cho chúng ta. À, Roma đoạn 12 câu 6 câu 8, chúng ta có các ân tứ khác nhau tùy theo ân điển Chúa ban. Thấy chưa? Người được ban nói tiên tri hãy nói theo lượng đức tin, người được ân phúc ân tứ phục vụ hãy phục vụ, người được ân tứ dạy dỗ hãy dạy dỗ, người được ân tứ khích lệ hãy khích lệ, người được ân tứ ban phát hãy ban phát rộng rãi, người được ân tứ lãnh đạo hãy siêng năng lãnh đạo, người được ân tứ làm việc từ thiện hãy vui vẻ mà làm. À, nào tôi muốn cho chúng ta thấy ở tại đây là gì? Bởi vì Chúa đã làm ơn cho chúng ta, Ngài ban ân điển cho chúng ta những ân tứ này, và chúng ta phục vụ từ ân tứ, phục vụ ân tứ là những cái ơn của Chúa cho chúng ta là bởi vì ân điển, chứ không phải chúng ta làm để được ân điển. Đó là cái chỗ mà nhiều người nghĩ sai trật. Có nghĩa là bởi ân điển của Chúa ban cho chúng ta rồi, à, và đã có trên đời sống của chúng ta rồi, ở trong Chúa Giêsu, và khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta phục vụ bởi vì cái ơn Chúa cho chúng ta, và chúng ta càng phục vụ thì càng những cái ơn này và thêm những ơn khác sẽ đến trên đời sống của mình. Chúng ta được Chúa sử dụng nhờ ân điển, à, chúng ta được Đức Chúa Trời sử dụng, đó là ân điển, đó là đặc ân Chúa ban cho chúng ta. À, để chúng ta thực hiện các mục đích của Ngài ở trong thế giới này, ở trong hội thánh và trong thế giới này, không phải sức chúng ta mà bởi quyền năng của Ngài tác động trong chúng ta. Do đó những ai mà ở trong hội thánh, nếu quý vị là những tín đồ trong hội thánh, mục sư của quý vị, những người lãnh đạo của quý vị mời quý vị, nhờ quý vị làm một việc gì đó, à, đừng nghĩ rằng á, là người đó sai mình. À, nếu quý vị nghĩ người sai mình, quý vị sẽ là làm to. À, bởi Chúa muốn sử dụng quý vị, Ngài cho quý vị một cái ơn để mà phục vụ Ngài. À, hãy tưởng tượng một ông chủ nào đó mà trong công ty, và tự động ông nhìn thấy chúng ta và ông chọn chúng ta là cái người cho chúng ta một cái chức vụ nào đó, cho làm công việc nào đó. Chúng ta nghĩ như thế nào? Nếu là một vị bộ trưởng một nào đó mời chúng ta để nhờ chúng ta làm một công việc nào đó, chúng ta cảm thấy thế nào? Do đó nếu chúng ta hãy suy nghĩ, vua muôn vua, chúa các chúa, Ngài kêu gọi chúng ta để mà phục vụ Ngài, và không phải chỉ phục vụ Ngài không mà thôi, mà còn cho chúng ta biết là chúng ta là người đồng công phục vụ với Ngài. À, có nghĩa là Ngài làm việc với chúng ta chứ không phải chúng ta làm một mình. Khi chúng ta hát, hướng dẫn thờ phượng thì Chúa làm việc với chúng ta hát nhưng mà Chúa sức dầu cái lời hát chúng ta, đem đến sự an ủi, đem đến sự chữa lành, đem đến sự đem người ta đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng ta làm công việc của chúng ta, Ngài làm công việc của Ngài, chúng ta được đồng công với Ngài, phục vụ Ngài. À, được Chúa sử dụng chúng ta, đó là ân huệ đặc ân của chúng ta, chứ không phải là ai đó sai phải chúng ta, ai đó mà chúng ta giận qua tại sao không kiếm người kia đi còn kiếm mình tôi không. À, quý vị phải thấy là quý vị là cái người được ơn Chúa để chọn. Và tôi nhìn lại trong cuộc đời của tôi và trong những nhiều năm qua, tôi thấy rằng là dường như Chúa đưa tôi trở thành một cái người mà gọi là bất đắc dĩ. Tôi làm cái gì cũng bất đắc dĩ hết trơn á. À, trong cái khoảng thời gian đầu tiên cho tới ngày hôm nay tôi làm bất đắc dĩ. À, không có ai đánh đàn, tôi cũng bước vô tôi đánh đàn. Rồi không có ban nhạc, tôi cũng bước vô tôi không biết trống, không biết gì, tôi cũng kiếm người tôi tập. Rồi ngay cả saxophone tôi cũng không biết nữa, thổi gì hết trơn. À, mà trong cái đứa trong hội thánh nó vô trường học nó thổi saxophone, rồi tôi nghe, rồi tôi kêu nó vô thổi, rồi tụi nó lập thành ban nhạc. Tôi làm những công việc mà chưa bao giờ làm qua, đi vô trong tù, đi thăm tù, đi thăm những cái trại tị nạn, tôi thông dịch, bởi vì không có ai thông dịch tôi phải làm. Dường như Chúa đưa tôi vào cái chỗ mà cái chỗ là cái như là không có ai làm hết để mà tôi làm. Cho nên khi mình giờ mình nhìn lại trong cuộc đời của tôi trong ngày hôm nay, tôi mới vừa gặp một cái ông cách đây mà không tới một tuần lễ, tôi gặp một cái ông này là ông cái khoảng năm đầu tiên mà tôi làm thư ký của hội thánh, và ông đó là một người thông dịch rất là giỏi. Ông từng là giảng sư hay là giáo sư của hội Việt Mỹ,
dạy cho các trường sĩ quan Đà Lạt vân vân. Ông thông dịch rất là giỏi, nhưng mà khi mà tới nhà thờ giảng, một diễn giả giảng, ông không dịch mà ông kêu tôi dịch. Tôi trong lòng tôi rất là khó chịu. Trong lòng tôi, ông giỏi sao ông không dịch đi mà ông kêu tôi, tôi sai rồi này đó. Nhưng mà tôi cứ vâng phục thôi. Và tôi không ngờ được những cái đó Chúa luyện tập ở đời sống của tôi để sau này tôi đi học với Chúa. Từ lúc mà lúc khoảng thời gian mà tôi bắt đầu thông dịch, lúc tôi tiếng Việt cũng không xong, tiếng Anh cũng chẳng chẳng được cái gì, và lúc đó từ điển cũng chưa có nữa, sau này mua được cuốn từ điển dày không bao nhiêu đây. Rồi tôi phải dịch từ chữ này qua chữ kia, rồi tìm cái nghĩa của Kinh Thánh theo cái từ vựng của Kinh Thánh, nó hoàn toàn có những đêm tôi thức nguyên đêm để tôi viết vào bên này để tôi dò. Rồi những lúc mà diễn giả đứng lên giảng mà họ không giảng theo bài giảng, rồi họ chỉ giảng theo ý họ, mà tôi phải gắng bơi theo. Và Chúa dùng những cái đó để chi, là Chúa ban ơn cho mình, tăng cái ơn của mình rồi. Cho nên chúng ta càng mà phục vụ Chúa nhiều như nào thì cái ơn của Chúa càng gia tăng cho đời sống chúng ta. Chúng ta có ơn được Chúa gọi chúng ta, Ngài cho chúng ta có ơn bước vào trong sự kêu gọi để làm gì cho Chúa, thì Ngài sẽ ban ơn thêm cho chúng ta trong lúc chúng ta được Ngài kêu gọi, khi chúng ta phục vụ Ngài trong sự kêu gọi. Cho nên ở Phaolô nói thế này: do món quà ân sủng Đức Chúa Trời ban cho tôi, và nhờ quyền năng của Ngài tác động, tôi trở thành người phục vụ phúc âm. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta phải biết ơn Chúa và những người mà mời chúng ta vào hầu của Chúa. Đừng bao giờ lầm bầm nếu họ cho chúng ta nhiều, cảm ơn Chúa càng nhiều. Cho họ không phải là phàn nàn trách móc gì ai cả. Nào, tôi muốn cho chúng ta thấy thế này đó: trong ân điển có rất là nhiều dạng, ok, và trong tôi đưa chúng ta vào trong những cái chi tiết khác nhau, và ước mong là chúng ta có thể nhìn thấy điều này và chúng ta sẽ đến với Chúa để cầu xin ân điển của Chúa trong mọi nhu cầu của chúng ta. Nào, thí dụ như một người được của Chúa cho cái ân điển là học vấn, nhưng không được ơn ở trong chỗ làm, vô làm cái bị chủ đì, bị bạn bè gây những cái khó khăn này khó khăn đó, và mỗi lần đi làm họ bị căng thẳng. Có như là họ họ giỏi thiệt nhưng mà không được ơn trước mặt con người, không được ơn với người này người kia. Do đó đó, có nghĩa là không có nghĩa là chúng ta có học bằng cấp giỏi, chúng ta có thể ra có việc làm tốt và chúng ta gặp được chủ tốt, nhưng vẫn là ơn của Chúa cho. Do đó chúng ta cần ân điển trong sự học hành, nhưng mà chúng ta cần ân điển ở trong cái chỗ chúng ta làm việc nữa. Được ơn trước chủ để được tăng lương, để được tăng chức, để được mà những cái vị trí mà tốt Chúa dành cho mình. Có người học ra trường có bằng kinh tế, bằng bằng kinh tế cao, nhưng mà không mở được doanh nghiệp, mở mở cái tiệm nào là đóng cái tiệm đó. Mở ra không đó không ấy được. Có người, có bốn người mà tôi được biết ở đây. Một người đó nấu ăn được có huy chương vàng, một người là luật sư, một người đó là chuyên chuyên viên về trang trí nội thất, một người nữa là kỹ sư coi khoảng cả hàng trăm nhân viên kỹ sư. Nhưng mà khi họ hợp với nhau, họ mở một cái tiệm tiệm một tiệm ăn á, họ phá sản. Mà tôi nói đi tín đồ đấy. Cho nên nếu mà Chúa không có ban ơn cho chúng ta đó, thì chúng ta làm mà chúng ta sẽ thất bại. Cho nên Chúa có thể cho chúng ta cái ơn này, nhưng mà thiếu ơn kia đó thì không được. Chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa để chúng ta có đủ mọi ơn phước, đủ mọi cái ơn phước dư dật của Chúa, để chúng ta thể làm mọi việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm. Cũng như có những người có ơn giảng dạy nhưng mà hội thánh lại không đông. Có người có ơn tiên tri nhưng mà không có hội thánh. Tôi có một người bạn, ông giảng rất là hay, ông có ơn tiên tri, ông là một sứ giả phục hưng, nhưng mà ông mở hội thánh ra là đóng cửa. Ông mở hội thánh được, ông vô hội thánh là có lục đục, rồi sau đó ông nói bây giờ tôi giờ Chúa gọi ông để mà đi giảng, giống như là ở nơi nào người ta mời thì ông tới đó giảng. Cho nên cái cuộc sống cũng khá là chật vật, là bởi vì sao? Đi giảng hội thánh đâu có được bao nhiêu đâu, cuối tuần chỉ được có bao nhiêu đâu, rồi phải lo cho gia đình, của nhà cửa này nọ đây khác. Cho nên đó, nếu mà chúng ta học Chúa không cho chúng ta những cái ơn khác nhau đó, thì chúng ta chỉ nhận được một cái ơn nào đó và chúng ta thiếu những ơn khác thì không không có được.
À, có những người có ơn dạy con người ta, con mình dạy không được. Cho nên ở đây chúng ta cần những cái ơn khác nhau của Chúa cho cái đời sống của mình. À, và đây là cái điều mà chúng ta cần có. Do đó đó, có đủ loại ân điển mà chúng ta cần cho cuộc sống. À, tôi muốn nói chúng ta biết là có đủ mọi ân điển mà chúng ta cần sống, chúng ta cần gì thì trong Chúa có tất cả các ân điển này. Và đấng Christ là đấng ban phát ân điển. À, Giăng đoạn 1 câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý. Chúa Giêsu đầy ân điển và Ngài đầy chân lý. Nào để ý cái chữ này, ân điển và chân lý. Cho nên nếu mà chúng ta muốn ân điển mà chúng ta không có chân lý, chúng ta sẽ có vấn đề. À, và nếu chúng ta có chân lý, à, mà chúng ta hiểu được chân lý của Chúa mà chúng ta không được sự mặc khải và Chúa ban cho ân điển và cái đó cũng chưa được. Cho nên ân điển và chân lý cần phải đi chung với nhau. À, chúng ta cần hai cái này đi chung. Những người có ân điển mà họ không có chân lý của Chúa đó, họ dễ dàng họ bị thất bại. Ví dụ như một doanh nhân được Chúa cho ơn về về làm ra tiền, nhưng mà người đó thiếu sự hiểu biết của chân lý, họ làm ra tiền, họ sống cho chính mình, họ họ nghĩ đến mình, họ lo mua xe mới, họ mua nhà mới, họ sống khoe xe xui khác, rồi cuối cùng gia đình họ đổ vỡ. À, cho nên ân điển cần phải đi chung với chân lý. Và nếu chân lý mà Chúa không hiểu được chân lý của Chúa, mà chúng ta cần ân điển của Chúa để cho được bứt phá trong những lĩnh vực mà chúng ta cần nữa. À, do đó cả hai cái điều này là giống như là cái tay tay trong tay vậy đó. À, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7, nhưng ân điển được ban cho mỗi người chúng ta theo mức độ ban phát của Đấng Christ. Như vậy Đấng Christ ban cho mỗi người tùy theo mức độ Ngài muốn. Có nghĩa là mức độ có người được ân điển trong lĩnh vực đó nhiều và có người được ân điển trong lĩnh vực đó ít, và Chúa ban phước tùy theo mức độ của mỗi người. À, rồi Đức Chúa Trời cũng là đấng mà có khả năng ban cho anh chị em mọi ân điển một cách dư dật để anh chị em luôn được đầy đủ mọi mặt, hầu có thể chia sẻ rơi rộng trong mọi việc phước tiện. Thì tại đây chúng ta thấy Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là đấng có thể ban ân điển của cho chúng ta. À, do đó nếu chúng ta có ân điển này mà chúng ta thiếu ân điển kia thì chúng ta cần phải cầu xin Chúa để làm sao để chúng ta có được ân điển trong lĩnh vực mà chúng ta đang thiếu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần chính của bài hôm nay, đó là chúng ta làm sao nhận mọi ân điển cách dư dật. Thứ nhất, chúng ta đến đó là ân điển ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta phải xác định điều này. À, ok. À, bởi vì Đức Chúa Trời có khả năng ban cho anh chị em mọi ân điển, tất nhiên là ân điển ở trong sự hiện diện của Chúa. À, do đó chúng ta cũng thường nói chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm gặp mặt Chúa chứ không phải tìm bàn tay của Chúa. Tức là đến với Chúa để tìm kiếm sự hiện diện của Ngài, để có mối thông công với Ngài, chứ không phải đến với Chúa để xin cái này xin cái kia cái nọ. Giống như con của chúng ta nó đến với chúng ta, mẹ ơi con muốn cái này, ba ơi con muốn kia, vừa có xong cái chạy mất tiêu, mai mốt chúng ta kêu nó không thèm lại. À, nhưng mà khi nào nó cần chúng ta nó chạy lại. À, cho nên chúng ta muốn nhận được đủ mọi ân điển của Chúa, chúng ta phải ở trong sự hiện diện của Chúa, à, một cách thường xuyên, à, ở trong sự hiện diện của Ngài. Hebrew đoạn 4 câu 16 như thế này: vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Chúng ta nghe kỹ câu này nha, à, rất là quan trọng nha. Vậy chúng ta hãy đến vững lòng, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, ok, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Chúng ta đến với Chúa không phải chúng ta xin Chúa cái thứ chúng ta cần. À, tôi nói lại chúng ta hiểu cái này, mà chúng ta cần ân điển giúp đỡ của Chúa. Chúng ta cái thứ chúng ta cần á, nó nằm ở trong ngay ân điển của Chúa. À, cái điều mà chúng ta cần cái gì thì nó nằm ở trong ngay ân điển của Chúa. À, và cái ngay ân điển này của Chúa không phải là chúng ta cần cái món đó, mà chúng ta cần ân điển của Chúa cho cái việc đó.
À, chúng ta thấy cái chữ nè, để nhận sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ. À, chúng ta giúp chúng ta kịp thời. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta xin từ nơi Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, đó là ân điển Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ừ. Cho nên khi chúng ta đến gần với Chúa, chúng ta muốn cái điều gì từ nơi Chúa đó. À, đừng bao giờ xưng rằng Chúa ơi con đã làm điều này cho Chúa, sẽ Chúa cho con cái kia. Chúa ơi con đã hợp hầu với Chúa cách tận tụy, con đã ban cho người này, con đã ban cho người kia. À, nếu quý vị đến đó đó, quý vị đến đó với sự luật pháp đó, tất cả những gì quý vị làm đó là những rơm rác trước mặt Chúa, giống như cáo áo áo dơ trước mặt Chúa, quý vị không nhận được. Nhưng mà nếu quý vị đến với Chúa đó mà trong cái sự vững lòng, có như là trong đức tin, chúng ta xác quyết là chúng ta đến với Chúa trong đức tin, đến gần ngôi ân điển của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận sự thương xót và ân điển cho những gì chúng ta cần. Chúng ta cần ân điển của Chúa để mà trả tất cả những nợ nần của chúng ta. Chúng ta cần ân điển của Chúa để mà hầu việc Chúa, để mà giảng tin lành. Chúng ta cần ân điển của Chúa để chữa bệnh đuổi quỷ. Chúng ta cần ân điển của Chúa để mà chúng ta có thể mở mang hội thánh. Chúng ta cần ân điển của Chúa để chúng ta ở trong nơi chỗ làm của chúng ta được nhiều người tôn trọng, nhiều người quý mến chúng ta, và để chúng ta có thể ngõ hầu, chúng ta đem tin lành chia sẻ cho những người khác. Chúng ta cần ân điển trước tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Cái chỗ nào mà chúng ta thấy mình thiếu hụt, chúng ta cần ân điển của Chúa. Chỗ nào mà chúng ta thấy mà chúng ta cái ân điển của Chúa chưa đủ, thì xin Chúa ban thêm ân điển cho con, cho cái việc đó, cho cái trong cái lĩnh vực đó. Nào, ân điển ở trong sự hiện diện Chúa, một trong những cái câu chuyện rất là hay, một cái bài học rất là hay ở trong câu chuyện của Môi-se. Môi-se nói với Chúa thế này: vậy bây giờ nếu con được ơn trước mặt Ngài, được ân điển trước mặt Ngài đó, xin tỏ cho con biết đường lối của Ngài, để con biết Ngài và được ơn trước mặt Ngài. Như vậy, Môi-se đã cầu nguyện với Chúa điều gì? Ông xin Chúa cho con biết đường lối Chúa để con biết Ngài và được ơn trước mặt Ngài. Một cái bản dịch khác là tiếp tục được ơn trước mặt Ngài. Rồi ông nói xin Chúa cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va phán: chính ta sẽ đi với con, ta sẽ cho con được an nghỉ. Như vậy khi một người nào nhận được ơn của Chúa, cái người đó không phải vất vả, người đó không phải tranh đấu, người đó không phải là vật lộn để đạt được cái đó, nhưng mà Chúa làm cho cái người đó được nghỉ yên. Như vậy ân điển khiến cho chúng ta làm việc nhưng mà chúng ta không có mệt mỏi, không có vất vả. Môi-se thưa: nếu chính Ngài không đi cùng con thì đừng đem chúng con lên khỏi đây. Nếu Ngài không cùng đi với chúng con thì làm sao người ta biết được rằng con và dân Chúa được ơn trước mặt Ngài? Có Ngài đi cùng con và dân của Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Như vậy khi mà Môi-se cầu nguyện với Chúa, cái xin cho ông được ơn trước mặt Chúa, xin cho dân tộc ông được ơn trước mặt Chúa, để làm gì? Để tất cả mọi người biết rằng đó là họ là dân của Chúa. Cho nên ân điển của Chúa trên đời sống của chúng ta khiến chúng ta khác biệt tất cả người khác. Nếu mà ân điển Chúa không có trên đời sống của chúng ta với người khác cũng y chang nhau. Và thậm chí chúng ta chưa chắc bằng người khác nữa. Nhưng mà nếu ân điển của Chúa trên đời sống của chúng ta đó, chúng ta đi đến nơi nào họ nhận biết chúng ta là Chúa ở với chúng ta. Cũng giống như là Joseph khi mà ông bị bắt, bị anh mình bán qua bên Ai Cập, ở trong nhà Potiphar làm nô lệ cho Potiphar, thì Potiphar nhìn thấy là Đức Chúa Trời ở cùng Joseph. Khi Joseph và được sau đó được Potiphar cho làm tổng quản gia trong nhà của ông bị vợ của Potiphar dụ dỗ để ngủ với bà. Joseph không có đồng ý chuyện này, ông cởi áo ra, ông bỏ chạy, bởi vì bà nắm lấy áo của ông và ông vào trong trong tù. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng vua pha ông vị quan ở trong tù, quan cai tù, nhận biết rằng Chúa ở với Joseph. Khi Joseph gặp vua Pharaoh, và sau khi nói chuyện kết câu giải thích giấc mơ xong, thì vua Pharaoh nhìn thấy rằng chỗ này chúng ta tìm đâu có một người nào có thần Đức Chúa Trời ở cùng người này giống như là cái người này.
Cho nên cái đời sống của chúng ta đó là dấu hiệu Chúa ở với chúng ta, đó sẽ khiến chúng ta khác tất cả người khác và họ nhìn thấy được một cách rõ ràng. Đó là điều mà sứ điệp tôi muốn nói với chúng ta, mà là Chúa ơi, cho con được ơn trước mặt Chúa để con đến nơi nào người ta nhận biết được Chúa ở với con. Con đến nơi nào người ta biết là Đức Chúa Trời của con là ai, Chúa Giêsu của con là ai. À, và đó là chúng ta cần trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời chúng ta. Họ nhìn vào gia đình của chúng ta, nhìn vào con cái chúng ta, họ nhìn vào trong cái chức vụ chúng ta, và tất cả họ thấy rằng ồ, cái người này thật sự là người được ơn Chúa. Và đó là đời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị và tôi. Nguyện xin Chúa Ngài biết rõ những cái thiếu hụt trong đời sống của chúng con, và Ngài làm ơn cho chúng con. Và chúng con đến trước ngôi thi ân của Ngài, trước ngai thi ân của Ngài, và cầu xin Chúa Ngài ban cho chúng con những cái ơn mà có cần trong đời sống của chúng con. Những điều gì chúng con thiếu hụt, xin Chúa làm cho đầy dẫy trên đời sống của chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Xin Chúa cho chúng ta được nhận được điều này. Rồi Môi-se nói với Chúa thế này. Chúng ta nhớ là tôi đã nói chúng ta đó là ân điển của Chúa nằm ở trong cái sự hiện diện của Chúa. Môi-se thưa, xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh Giê-hô-va trước mặt con. Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Có nghĩa là khi ông muốn đến với gặp Chúa, được thấy Chúa, thì Chúa công bố Ngài là ai? Ngài công bố là Ngài Đức Giê-hô-va, Ngài đi trước mặt ông. Chúng ta thấy rõ không? Chúa công bố ta thể hiện sự toàn hảo của ta, cái sự trọn vẹn của ta trước mặt con. Tất nhiên là con đi đâu con thấy được cái ân điển trọn vẹn của con, của ta trên đời sống con. Rồi Chúa đó ta công bố danh của ta trước mặt con, là ai ta đứng được trước mặt Chúa. Có nghĩa là Ngài đi trước chúng ta, ai ta đứng được trước mặt chúng ta. Nhưng mà có câu kế tiếp nè. Ngài phán, nhưng con không thể thấy mặt ta, vì không ai thấy mặt ta còn sống. Như vậy để gặp mặt Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải chết con người cũ của mình, không còn sống cái đời sống mà chúng ta ưa thích nữa. Cho nên tóm lại, mà qua cái đời sống của Môi-se trong cái khía cạnh mà chúng ta nói đến về ân điển của Chúa, cái ơn của Chúa, đặc ân của Chúa cho đời sống của chúng ta, đó là cái trước mặt của Chúa, trước sự hiện diện của Chúa đó, chúng ta sẽ trỗi hơn tất cả những người khác. Ân điển của Chúa đến với chúng ta nhờ chúng ta biết đường lối Chúa và biết Chúa. Chúng ta chơi gần cái người nào đó, chúng ta sẽ biết người đó, biết tánh người đó, biết cách ăn nói, biết cách cư xử, và chúng ta gần người đó và chúng ta bị người đó ảnh hưởng cho đời sống của chúng ta. Cho nên ân điển là gì? Do chúng ta biết Chúa, ở gần Chúa, và chúng ta trở nên giống như Ngài. Đó là sau khi mà Môi-se rời xuống núi, người ta thấy mặt ông sáng rực và ông phải lấy cái vải che lại, bởi vì ông đã chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Và đó tại sao mà sứ đồ Phaolô ông chỉ xin có một chú một điều, ông coi tất cả mọi sự là lỗ, tất cả mọi sự rơm rác để chỉ nhận biết Ngài. Cho nên ân điển nằm ở trong sự hiện diện của Chúa, và ai chúng ta muốn nhận ân điển thì chúng ta phải chết con người cũ của mình. Bước thứ hai, ân điển nhất là chúng ta ở trong sự hiện diện Chúa, thứ hai là ân điển ở trong lời của Chúa. Giăng đồng một câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thể sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúa Giêsu là ngôi lời, Ngài đầy ân điển và chân lý. Càng biết Chúa Giêsu có nghĩa là biết lời Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những ân điển của Chúa bứt phá trên đời sống của mình. Cái thứ ba là ân điển ở trong sự kêu gọi. Tôi có chia sẻ chúng ta trước đây là mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu gọi chúng ta cả, và mỗi người chúng ta Chúa có một chương trình cho chúng ta, chương trình bình an thịnh vượng, không phải tai họa, chương trình cho chúng ta một tương lai đầy hy vọng. Cho nên nếu mà chúng ta đi trong cái sự kêu gọi của Chúa, đi trong chương trình của Chúa, thì ơn của Chúa ở trên cuộc đời sống chúng ta, ơn của Chúa ở trên gia đình của chúng ta. Những ai mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không đi trong chương trình của Chúa, chúng ta sẽ an toàn, tôi cho chúng ta biết là không có an toàn đâu. Cái chỗ an toàn nhất là chúng ta đi trong đường lối của Chúa, trong ý muốn của Ngài. Cho nên khi chúng ta đi ở trong sự kêu gọi của Chúa đó, bởi vì Chúa cứu chúng ta và Ngài gọi chúng ta trở nên một dân tộc thánh của Chúa,
Một đoạn thánh khác Phaolô nói rằng Ngài kêu gọi chúng ta bởi một sự kêu gọi thiên thượng, một sự kêu gọi lớn lao của Ngài. Ngài biệt riêng chúng ta cho sự kêu gọi này. Do đó ân điển của Chúa ở trong sự kêu gọi. Và nếu Chúa kêu gọi chúng ta điều gì, Ngài ban ơn cho chúng ta ở trong cái chỗ đó. Và Ngài sẽ ban năng lực chúng ta, ban sức mạnh chúng ta, ban mọi nguồn cứu giúp, giúp đỡ chúng ta để chúng ta hoàn thành điều đó. Hebreo đoạn 3 câu 7, do món quà ân sủng Đức Chúa Trời ban cho tôi, nhờ quyền năng Ngài tác động tôi trở thành người phục vụ phúc âm. Lần nữa chúng ta thấy ở tại đây là Phaolô cho chúng ta thấy rằng ông không làm gì để được thêm ân điển, bởi ân điển vốn đã được chu cấp rồi, vốn đã có ở trong Chúa Giêsu rồi. Cho nên khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta đang ở trong ân điển. Đó tại sao mà Kinh Thánh cho chúng ta biết vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người đã được dựng nên mới, những sự cũ qua đi, này một sự đều trở nên mới. Có nghĩa chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta ở trong sự sức dầu, chúng ta ở trong ngôi lời của Chúa. Và do đó cái đời sống cũ chúng ta nó không còn nữa, mà đời sống mới chúng ta, bởi vì cái quyền năng Thánh Linh Chúa tác động chúng ta. Để chúng ta có thể vừa muốn vừa làm theo ý của Chúa, bởi quyền năng của Chúa tác động trong chúng ta, và chính ân điển đó giúp cho chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Cho nên khác với một số người mà họ giải thích ân ân điển là họ là không cần phải làm gì hết. Ân điển vốn đã có rồi và chúng ta cần phải kích hoạt ân điển đó ra bằng cách sống những cái gì mà dựa trên ân điển Chúa ban cho mình, và khám phá những gì mà mình chưa biết để mình thấy ân điển gì Chúa cho mình trong điều đó. Có nghĩa là như tôi đã nói chúng ta, nếu mà tôi không có vâng lời để thông dịch thì tôi không thấy được cái ân điển của Chúa cho tôi trong việc thông dịch. Nếu mà tôi không đi ra để giúp đỡ cho những người mà trong tù, trong trại tị nạn, thì tôi không có cơ hội để nói chuyện với những người mà dân này dân kia, những dân mà ở trong thế giới đó, làm sao tôi biết được. Cho nên qua đó tôi hiểu biết được cái cuộc sống của họ, tại sao họ như thế này như kia, và nhờ đó giúp cho tôi những cái vốn liếng trong việc giảng dạy về về những sự giải cứu, về những sự chữa lành, bởi sao tôi hiểu được cái gốc rễ của nó đến từ đó. Cho nên khi mà chúng ta nhận được ân điển của Chúa rồi đó, thì ân điển nó đừng làm cho ân điển nó trở nên vô giá trị. Chúng ta phải phục vụ ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta. Rồi điểm thứ tư đó là ân điển được khai phóng bởi đức tin. Đây là cái chỗ mà tôi cũng sẽ nhấn mạnh chúng ta tại đây. Episode đoạn 2 câu 8, vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Không phải ân điển không mà có đức tin trong đó nữa. Nhờ ân điển bởi đức tin. Chứ không phải ân điển không mà bởi đức tin. Và Hebrew đoạn 11 câu 6, không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Một trong danh xưng của Đức Chúa Trời, Ngài là gọi là đấng ban thưởng. Hãy nhớ, Chúa là đấng ban thưởng. Và Ngài bày tỏ ân điển cho những ai sống bởi đức tin. Tất nhiên là chúng ta sống bởi đức tin thì Chúa ban thưởng. Bởi vì Kinh Thánh là không thể nào, không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Chúa được mà. Cho nên nếu chúng ta muốn thấy ân điển của Chúa, và càng ơn càng thêm ơn càng thêm ơn, thì chúng ta phải sống bằng đức tin. Và đức tin này nó bao gồm, nó phải chỉ tin tin tin, nhưng mà đức tin này nó gồm sự suy nghĩ chúng ta. Khi có một chuyện gì xảy đến trên đời sống chúng ta, nó phải là đức tin, chúng ta phản ứng là bằng đức tin. Khi có một người nào mà đến với chúng ta và họ làm nói những câu nói rủa xả, nó bắt bớ chúng ta, thì lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta phải sử dụng đức tin của chúng ta là Chúa dạy chúng ta, là cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ của mình, chúc phước cho họ. Chúng ta phải sử dụng đức tin ngay lúc đó. Đó là cái chỗ sau đó chúng ta thấy Chúa ban thưởng. Và Chúa thưởng những người mà tiên tri giống như trước đó, giống như vậy. Do đó khi mà chúng ta thấy tiền bạc của mình thiếu thốn, nợ nần xảy đến, chúng ta sẽ làm cái gì, điều gì? Chúng ta sẽ lo lắng sợ hãi, chạy đến người này chạy đến người kia với mượn tiền tìm cách để xử lý, hay là chúng ta chạy đến ngay ân điển của Chúa và chúng ta tìm kiếm mặt Ngài.
Nào, tôi muốn giải thích cho chúng ta biết có một số người chúng ta, tôi không phải là người không muốn giúp chúng ta, nhưng mà có những khi Chúa muốn chúng ta đến với Chúa tìm kiếm mặt Chúa để mà Ngài trả lời chúng ta. Khi mà Chúa không trả lời cho chúng ta đó, dù có bao nhiêu người được ơn cái máy cầu nguyện chúng ta, nó cũng không có thay đổi, bởi vì Chúa muốn chúng ta gặp Ngài để Ngài ban cho, để Ngài ban làm ơn cho chúng ta. Đó. Do đó những ai con cái Chúa, chúng ta gặp những nan đề nào tốt, có một sư Kiều, một sư Phong hay có những mục sư khác giúp đỡ chúng ta, vâng, đó là tốt, nhưng hãy nhớ rằng có những lúc Chúa muốn tự chúng ta đến ngay tri ân của Chúa để tìm ân điển cho cái ân, cái nhu cầu của chúng ta. Đó là điều chúng ta cần phải nhớ. Và Chúa đấng ban thưởng cho những ai đến tìm kiếm Ngài, đến với Ngài bằng đức tin. Giá cơ đoạn 2 câu 17 câu 20. Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Ok. Câu 20, người khờ khạo kia ơi, bạn có biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Như vậy đức tin mà không có hành động thì nó chết, đức tin mà không hành động, đức tin nó vô ích. Không có lỡ gì cho cái người tin hết trơn. Mình tin Chúa theo nhà, theo Chúa mấy chục năm hay chăng nữa, cuộc đời mình chẳng thấy cái gì tốt lành cả. Tại sao vậy? Nó không có hành động trong đó. Cho nên ân điển được khai phóng khi mà chúng ta không phải chỉ tin trong lòng chúng ta mà có hành động của đức tin trong đó nữa. Giá cơ đoạn 2 câu 21-26. Chẳng phải Abraham tổ phụ chúng ta được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Isaac trên bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. Như thế nhờ Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. Và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta sống bởi đức chúa tin, và chúng ta tin không phải chỉ tin bằng miệng chúng ta, tin mà trong đầu chúng ta không, nhưng mà vâng lời làm theo cái điều gì chúng ta tin, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được kể giống như Abraham được kể là công chính, và cũng được kể là bạn của Đức Chúa Trời. Amen. Vậy ai muốn làm bạn của Đức Chúa Trời? Không chỉ nó tin bằng miệng không, nhưng mà cần có hành động trong đó. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động, không chỉ bởi đức tin mà thôi. Cũng vậy, chẳng phải kỵ nữ Rahab đã được xưng công chính bởi hành động khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng con đường khác sao? Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Như vậy chúng ta thấy ở tại đây đó là ân điển được thể hiện qua đức tin, và đức tin đó không phải chỉ bằng lời nói hay là sự suy nghĩ chúng ta, nhưng mà phải có hành động ở trong đó. Cho nên ân điển được khai phóng khi chúng ta sống bởi đức tin. Chúng ta không làm việc để nhận ân điển. Hãy nhớ lại lần nữa, tôi xác định chúng ta không làm điều gì để nhận ân điển. Nhưng vì chúng ta đã ở trong ân điển rồi, cho nên chúng ta làm nhiều việc hơn. Đây là điều mà chúng ta phải 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 nắm lấy. Vì chúng ta ở trong ân điển rồi, cho nên chúng ta làm nhiều việc hơn. Càng làm việc nhiều hơn thì ân điển càng thêm hơn. Và ân điển càng thêm hơn thì quyền năng càng thêm hơn. Chúng ta nghe câu này đây. Cô tôi nhất đồng 15 câu 10. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay. Phaolô muốn nói điều gì? Ông được ngày hôm nay là nhờ ân điển của Chúa. Và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Ở đây chúng ta bắt đầu thấy là ân điển này nó không phải là một danh từ nữa, mà ân điển này là hành, là động từ. Là hành động. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác. Nhưng nào phải tôi mà là ân điển Đức Chúa Trời ở với tôi. Wow. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Nhờ ân điển của Chúa mà Phaolô sống phục vụ Chúa, ông đạt được những gì ông đạt được. Và ông không khiến cho ân điển của Chúa, không làm cho ân điển của Chúa trở nên vô ích, nhưng mà trái lại, bởi vì ông nhận được ân điển của Chúa thì ông làm còn nhiều hơn những người khác nữa. Và những gì ông làm không phải là của ông làm, mà là ân điển Đức Chúa Trời ở với ông. Cho nên ân điển là một động từ ở đây. Colossae 1 câu 29. Nhằm mục đích ấy tôi đang lao khổ đấu tranh nhờ tất cả quyền năng của Ngài đang tác động mạnh mẽ trong tôi.
Lý do tại sao Phaolô tranh đấu, vật lộn, chịu khó, gian khổ, bị ném đá, bị chìm tàu, bị đánh đập, vân vân. Tại sao vậy? Bởi ân điển của Chúa. Và chính ân điển Chúa để ông trả giá, chính ân điển Chúa giúp ông chịu đựng, giúp ân điển ông thành được những điều gì mà Chúa gọi ông làm. Roma đoạn 15 câu 15 câu 8: Vì Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho tôi được làm đầy tớ của Đấng Christ Jesus giữa cái dân ngoại, thi hành chức tế lễ cho tin lành của Đức Chúa Trời, để dân ngoại trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa, được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh. Vậy trong Đức Christ Jesus tôi có lý do để hãnh diện về công tác phục vụ Đức Chúa Trời, vì tôi không dám nói điều gì khác ngoài những gì Đấng Christ đã thực hiện qua tôi để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bằng lời nói và việc làm. Như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây đó là tất cả những gì Phaolô đã nói về ân điển khác với những người giải thích cho chúng ta về ân điển. Ân điển của Chúa cho ông từ sự cứu rỗi, từ những cái ơn tứ, những khả năng Chúa cho ông không để nó trở nên vô ích, mà ông dùng tất cả và tận dụng thời giờ, tận dụng sức lực của mình để ông phục vụ Chúa bởi những ân điển Chúa cho mình. Và đó là điều mà quý vị và tôi và chúng ta cần học. Cho nên cái ân điển Chúa ban cho bất cứ điều gì thì chúng ta cần phải trau dồi. Nếu mà chúng ta muốn có ân tứ chữa bệnh, chúng ta không phải chỉ đi chỉ xin Chúa không mà thôi. Chúng ta cần phải học, học hết người này, học đến người kia. Những người mà có ân tứ chữa bệnh chúng ta phải học. Chúng ta phải đọc sách, mua sách về chúng ta đọc, nghiên cứu, chúng ta nghe giảng trên online, vân vân, những ai giảng về ân tứ chữa bệnh. Rồi không phải chỉ học không mà thôi, chúng ta thực hành. Chúng ta trau dồi bằng cách thực hành. Rồi cầu nguyện Chúa cho con cơ hội để phục vụ cái ơn này Chúa ban cho con. Và khi chúng ta phục vụ thì ơn tứ của Chúa cho chúng ta càng ngày càng gia tăng hơn. Đầu tiên chúng ta cầu nguyện những người đau nhức cơ thể, rồi mai mốt chúng ta sẽ tăng lên cầu nguyện cho những người bị bệnh nặng hơn, và mai mốt chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện mà thấy được quyền năng Chúa thể hiện cho những người ngồi xe lăn, những người sắp chết, và thậm chí có thể người chết sống lại. Tại sao? Vì cái ân điển nó tiếp tục gia tăng trên chúng ta, càng lúc càng tăng hơn. Chúng ta thấy ngay cả sứ đồ Phêrô và dân, họ họ khởi sự bắt đầu một người bạn ngồi dưới cửa đẹp, nhưng mà sau đó cái bóng của ông đi ngang qua đó, thì những người bại, những người quỷ ám cũng được lành. Đó là mức độ mà cái sự ân điển của Chúa tăng trên đời sống của sứ đồ Phêrô. Và nó cũng là có thể là ngay cả chức vụ của Phaolô cũng giống vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ân điển không phải là một cái chỗ, cái vị trí mà chúng ta chỉ có ở đó rồi cầu nguyện rồi rồi để yên. Ân điển luôn luôn kèm theo cái hành động và có sự trả giá ở trong đó. Chúng ta nhớ là bà ECT đó, bà tin Chúa. Mà đầu tiên bà không bà biết là dân của bà sẽ bị tiêu diệt, dân Juda sẽ bị tiêu diệt qua mặt lỗ chê. Rồi ông kia, ông mặt lỗ chê thách thức bà. Rồi bà sẽ nói là nếu tôi chết thì tôi sẽ chết. Rồi bà kiêng ăn, kêu kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày. Có phải kiêng ăn xong rồi bà ở tại trong phòng của bà chờ ông vua tới gặp bà không? Không, bà không làm được đó. Bà trang điểm thật xinh đẹp lên, bà cần cái bề ngoài của bà xinh đẹp lên, rồi bà mới vào trong cung vua để mà gặp vua, sức dầu thơm rồi vô cung vua gặp vua. Bà sẵn sàng nếu mà vua mà không đưa cây phủ việc cho bà đó, bà sẽ chết, bà chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà điều gì xảy ra? Ân điển Chúa đến. Không những dân Juda mà có thể thoát khỏi cái diệt chủng, mà họ còn tiêu diệt kẻ thù của họ, và ECT được 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 tôn trọng trước dân sự của bà, và thậm chí tới ngày hôm nay dân Do Thái còn giữ cái lễ Purim là cái lễ mà họ kỷ niệm do bà ECT xin vua để cứu dân tộc của mình. Ngày hôm nay còn giữ lễ đó, một trong những lễ quan trọng của Do Thái. Và chúng ta thấy rằng
Cho nên cái ân điển của Chúa nó rất là quyền nhiệm ở cái chỗ là chúng ta cần có cái hành động đức tin ở trong đó. Nếu không có hành động đức tin, chúng ta sẽ không thấy ân điển của Chúa khai phóng trên đời sống của mình. Những ai chúng ta có một lời tiên tri nào, nghe, xin nghe kỹ tôi nói, những người nào mà có những lời tiên tri và Chúa hứa chúng ta điều gì đó, đừng ngồi yên một chỗ cầu nguyện, và cũng đừng bao giờ nói là không cần cầu nguyện, Chúa hứa là chắc chắn nó sẽ xảy ra, không có chuyện đó đâu. Chúng ta ngồi yên sẽ không có gì xảy ra, bởi vì sứ đồ Phaolô nói tiêu thế là hãy chiến đấu anh dũng cho cái lời tiên tri của mình. Cho nên chiến đấu bằng cách nào? Chúng ta ngoài cái việc chúng ta cầu nguyện ra, chúng ta phải thực hành những gì mà Chúa hứa cho chúng ta trong sự kêu gọi đó. Nếu chúng ta được Chúa cho cái lời tiên tri, chúng ta là một người tiên tri của Chúa, là có ai nói tiên tri chúng ta là người tiên tri đó. Chúng ta phải học những cái môn về tiên tri, chúng ta phải nghe những bài giảng về tiên tri. Chúng ta nghe một lần xong chúng ta chưa đủ, chúng ta phải về nghe tới nghe lui để chúng ta hiểu thêm. Và khi chúng ta đọc, chúng ta nghe hiểu thêm rồi, để sao chúng ta trưởng thành trong cái ân tứ của Chúa và trưởng thành trong ân tứ tiên tri, rồi chúng ta mới trưởng thành trong trong chức vụ tiên tri được. Chứ đâu phải là chúng ta nói là chúng ta một ngày một đêm mà chúng ta ai đặt tay chúng ta trở thành tiên tri liền, nói chuyện nó không có rồi. Do đó chúng ta cần phải ý thức được rằng chúng ta cần phải phải trui rèn, phải phải đào luyện chúng mình trong cái ân tứ thuộc từ thuộc thể lẫn thuộc linh. Nếu quý vị là cái người mà được Chúa gọi trong lĩnh vực mà kinh doanh, là một nhà một 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 nhà kinh doanh cho vương quốc của Chúa, một một người mà giống như là Chúa dùng ban cho hàng triệu đô để mà lo cái việc Chúa, thì ít nhất chúng ta cũng phải bắt đầu khởi sự bằng cái thuộc thể và lẫn thuộc linh. Có nghĩa là chúng ta đi học quản trị kinh doanh, không thể nào chúng ta không học gì hết trơn mà chúng ta nói rằng tôi sẽ là một người coi một công ty hàng triệu đô, làm sao có chuyện đó được. Chúng ta phải học quản trị kinh doanh, cho học làm sao những cái gì đó để mà chúng ta biết, chúng ta học cái tiếp thị, cách mà tiếp thị, chúng ta hãy đọc những biểu đồ thị trường để chúng ta đón thị trường lên xuống, không phải là chỉ lắng nghe tiếng Chúa không mà thôi. Rồi bên khía cạnh thuộc linh nữa, chúng ta cần trang bị lời Chúa để đời sống chúng ta giống Chúa. Nếu mà chúng ta chờ một lúc nào đó Chúa cho chúng ta mà hàng triệu đô, hàng chục triệu đô, hàng trăm triệu đô, mà đời sống chúng ta không giống Chúa đó, thì ở trong nơi thương trường đó chúng ta giống ác quỷ thôi. Chúng ta sẽ dùng cái thủ đoạn của mình để đàn áp người khác và bóc lột người khác. Chúng ta sẽ nói nặng người khác. Chúng ta sẽ bắt đầu ăn chơi mua sắm cho mình rồi bỏ gia đình của mình. Do đó chúng ta cần phải hai mặt. Một mặt chúng ta cần phải biết về những lĩnh vực thuộc thể, học về những thuộc thể, rồi học luôn những về thuộc linh, học là để sao mà chia sẻ cho những doanh nghiệp, học chia sẻ cho lời Chúa cho người ta. Nếu mà Chúa sức dầu chúng ta doanh nghiệp để làm gì? Chúa muốn cứu doanh nghiệp đó, những người chung quanh chúng ta, thậm chí doanh nghiệp gồm có họ chơi chung với những chính trị gia, để chúng ta liên hệ chính trị gia để mà chúng ta chia sẻ lời Chúa cho những chính trị gia này, để sao họ trở thành những người mà lãnh đạo, mà có tầm ảnh hưởng trên đạo đức, ảnh hưởng mà vương quốc của Chúa ở trong quốc gia của mình. Mà nếu chúng ta được gọi trong doanh nghiệp mà ngày hôm nay phần 10 chúng ta cũng không không có, mà chúng ta keo kiết, chúng ta tính toán, thì tôi nghĩ là chúng ta không bao giờ xảy ra được đó, rồi bảo đảm với chúng ta. Do đó chúng ta cần phải học biết làm sao để chúng ta ảnh hưởng cái vương quốc của Chúa, ảnh hưởng bên ngoài. Mà nếu chúng ta không trung tín trong những gì mà chúng ta có ngày hôm nay, làm sao Chúa trao cho chúng ta những điều khác lớn hơn trong tương lai. Rồi thứ năm, đó là ân điển của Chúa dành cho người vâng lời và khiêm nhường. Giá cơ đồng 4 câu 6 này, những người ngoại tình kia anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hay anh chị em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông. Chứ vậy đây cho chúng ta biết rằng ân điển mà nó không thể nào đến trên những người mà sống theo thế gian được. Nếu chúng ta muốn sống theo thế gian, Chúa Thánh Linh ghen nên chúng ta không nhận được gì cả. Rồi câu 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 6 cho chúng ta biết thế này: nhưng ân điển Ngài ban cho càng lớn hơn, nên Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Vậy là khiêm nhường là thế nào? Khiêm nhường là những người mà Chúa dạy cái gì mình vâng lời, hạ mình trước mặt Chúa, vâng lời Chúa.
có ai nhắc nhở chúng ta, khuyên lơn chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta nghe lời những người khuyên lơn chúng ta, những người cố vấn đời sống của chúng ta. À, cho nên muốn nhận được ân điển của Chúa thì chúng ta hạ mình trước mặt Chúa, hạ mình trước mặt người khác. À. Cho nên ân điển đến những ai biệt riêng đời sống mình, không kết bạn với thế gian, nhưng hạ mình trước mặt Chúa. À. Ân điển cho những người biết mình yếu đuối và cần Chúa. Đây là một điểm rất là tuyệt vời, là chỗ mà tôi rất thích là thế này. Khi chúng ta yếu đuối đó, như Phaolô nói nè, nhưng Chúa phán ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Như vậy khi chúng ta nhận biết mình yếu đuối, mình không có thể được, thì sức mạnh trọn vẹn của Chúa ở trên đời sống chúng ta. Phaolô nói tiếp, vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Như vậy người nào xác nhận rằng mình yếu đuối, mình cần Chúa, mình xác nhận là con không thể làm được nếu không có Ngài, thì ân điển ở trên cái người đó. Còn nếu chúng ta cho rằng tôi làm được, thì Chúa để chúng ta làm. Do đó đây là một điều rất là hay và tưởng mong chúng ta nắm lấy điều này. Và điểm cuối cùng, ân điển khai phóng cho những người rộng rãi. Cô tôi nhì đoạn 9 câu 6 câu 8, câu mà chúng ta lấy câu gốc trong câu 8 đó. Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng cách vui lòng. Rồi kế tiếp gì? Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em. Tại cái bản dịch này đó, là dùng chữ có thể, thành ra tôi không có thích để dùng cái bản dịch khác, nhưng mà tại vì lấy nguyên câu này, không phải Đức Chúa Trời có thể, mà Đức Chúa Trời có thể, Đức Chúa Trời quyền năng ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào, để anh chị em luôn luôn được đầy đủ mọi sự, để còn dư dả để làm mọi việc lành. Cho nên nếu chúng ta sống rộng rãi thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Tôi nhớ nhiều năm về trước và tôi cầu nguyện, Chúa ơi, con xin Chúa thương xót con, xin Chúa làm ơn cho con. Và Chúa trả lời với tôi điều gì quý vị biết không? Nếu con muốn được làm ơn, ta làm ơn cho con hay làm ơn cho người khác? Con muốn ta thương xót con hay thương xót người khác? Như vậy ở đây nói đến điều gì? Chúng ta làm ơn, sống rộng rãi, đối xử với các thế nào thì Chúa sẽ đối xử với chúng ta giống vậy. Tóm lại chúng ta đã nói ân điển là gì? Là một món quà mà chúng ta không xứng đáng, nhưng mà bởi vì Chúa ban cho chúng ta cách miễn phí, chúng ta không phải trả bằng cái gì cả. Và chúng ta được nói đến các ích lợi của ân điển, gồm có nhiều thứ ở trong đó, gồm có sự cứu rỗi, gồm có khả năng, gồm cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Rồi làm sao để nhận mọi ân điển tốt lành của Chúa ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong lời của Chúa. Và ân điển đó phải được khai phóng bởi đức tin. Chúng ta ở trong sự kêu gọi, chúng ta vâng lời Chúa, sống khiêm nhường. Ân điển của Chúa dành cho những ai mà yếu đuối và luôn luôn nào cảm thấy rằng và xác định với Chúa là con cần Ngài. Và ân điển khai phóng cho những người rộng rãi. Amen. Chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện như này. Lạy Cha của chúng con, là Chúa Giêsu đấng Cha yêu thương, và Chúa Giêsu đấng đầy ân điển, và Đức Thánh Linh là đấng phù hộ, đấng giúp đỡ, đấng thông công của chúng con. Qua bài này cá nhân con cũng thấy rằng con ít nhờ cậy sự ân điển của Chúa. Con không nhờ cậy ân điển của Chúa đáng như con biết trong sứ điệp này. Xin tha thứ cho con. Tha thứ cho những ai chúng con tại đây, và chúng con thấy rằng chúng con dùng công đức của chúng con, dùng khả năng của chúng con để chúng con đạt được những gì mà chúng con có. Và lắm khi chúng con hãnh diện vì những gì mà chúng con đạt được, những ân tứ, những tài năng chúng con có. Xin tha thứ cho chúng con. Lần nữa chúng con muốn nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tất cả những gì mà chúng con có được là nhờ ân điển của Ngài.
Và chúng con dâng lời biết ơn Chúa về những gì chúng con đã có. Và hôm nay chúng con đến trước ngôi ân điển của Chúa, nơi mà ân điển của Chúa được bày tỏ, nơi mà sự thương xót của Ngài đang dành sẵn cho chúng con, nơi mà ân điển giúp đỡ chúng con trong tất cả mọi nhu cầu, trong những lúc cấp bách bất cứ điều gì chúng con có, ân điển đã có sẵn, dành sẵn cho chúng con rồi. Giờ này chúng con đến với ngai tri ân của Đức Chúa Trời qua huyết của Chúa Giêsu, nhờ Thánh Linh đời đời đưa chúng con vào trong nơi chí thánh để chúng con gặp mặt Cha của chúng con. Và để trong sự hiện diện này, Chúa ơi, chúng con sống được biết Ngài, chúng con gặp mặt Ngài. Và khi gặp mặt Chúa, chúng con thấy được sự vinh hiển của Chúa, để chúng con được ơn trước mặt Ngài. Và ngõ hầu chúng con ở bất cứ nơi nào, người khác nhìn vào đời sống chúng con, họ biết rằng chúng con là con cái của Ngài. Họ biết được thấy Chúa ở với chúng con và bàn tay của Ngài làm việc với chúng con. Cha Thánh ơi, giờ này con cầu nguyện để cho con dân của Chúa, những ai đang nghe sứ điệp này, chúng con khao khát Chúa nhiều hơn nữa, để đời sống chúng con càng được ơn Ngài nhiều hơn. Và bởi vì chúng con biết ơn Ngài và chúng con phục vụ ở trong ân điển của Ngài, và bởi ân điển đó Chúa, chúng con có thể làm trỗi hơn và làm nhiều hơn và trả giá nhiều hơn, để chúng con làm sao để chúng con thấy được rằng chúng con có thể làm được những gì tốt nhất cho chúng con. Bởi ân điển của Chúa có thể qua chúng con, nhiều người biết Chúa, nhiều người tin Ngài, và vương quốc của Ngài được thể hiện bất cứ nơi nào chúng con sống. Con cảm ơn Ngài giờ này. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ cho những ai tại đây họ cần ân điển bất cứ điều gì trên đời sống của họ. Ân điển trong việc dạy dỗ con cái, ân điển trong việc thờ phượng Ngài, ân điển để được phục vụ Ngài, ân điển trong các ân tứ Chúa ban cho, các ân tứ Thánh Linh của Chúa, cho sự chữa lành, giải cứu, tiên tri, và bất cứ điều gì họ cần, Ngài ban cho họ như này. Chúng con đang đứng trước ngôi thi ân của Chúa và sắp mình trước mặt Ngài, và chúng con nói với Chúa, chúng con cần ân điển của Chúa rất nhiều. Và Ngài hứa với chúng con là Ngài có đủ mọi ân điển, và Ngài sẵn sàng ban cho chúng con một cách dư dật. Không phải để cho chúng con, nhưng mà để chúng con làm mọi việc lành cho Ngài. Để chúng con đem cái ân điển của Chúa trên đời sống cho con, và chúng chia sẻ cho những người khác. Và chúng con biết là chúng con đang sống trong thời kỳ cuối cùng, nếu không bởi ơn của Chúa, Chúa ơi, không bởi ân điển của Ngài, làm sao chúng con chinh phục nhiều linh hồn cho Ngài, làm sao chúng con giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa xuống trở lại. Do đó xin Chúa làm ơn cho chúng con, Chúa làm ơn trên hội thánh của chúng con, để qua sự giảng dạy của chúng con, đời sống dân sự Chúa được lớn lên, được trưởng thành và có kết quả. Để qua sự giảng dạy, qua sự đào tạo môn đồ của chúng con, Chúa ơi, có nhiều người họ bước ra và họ đi ra và khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Qua sự giảng dạy của chúng con, quyền năng của Chúa kèm theo cho đời sống của chúng con, và nhiều người thấy được quyền năng của Ngài, họ bị bắt phục và họ tin dẫn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và nhân danh Chúa Jesus Christ, xin cầu nguyện cho những ai chúng con và đang gặp khó khăn trong tài chánh, đang ở trong sự nợ nần, đang chỗ thiếu thốn, và con cầu nguyện Chúa ân điển của Chúa trên họ như này, để họ có thể được giải quyết tất cả những sự nợ nần, những sự thiếu thốn của mình. Con cầu nguyện Chúa như này cho những ai chúng con đang cần ân điển của Chúa để mà họ dâng mình để hầu việc Ngài. Họ muốn dâng đời sống mình trở thành những người hầu vị Chúa, thì Chúa ơi ban ơn cho họ. Nhưng ai cần đi học, cần những cái cần được Chúa ân điển của Chúa trong việc học hành để mà có thể học có điểm cao và thi đậu, Chúa ban ơn cho họ. Những ai chúng con mà đi làm và có việc làm, có cầu nguyện Chúa, Ngài cũng ban ơn cho họ, để trong chỗ làm của họ, họ giống như là Joseph, giống như Daniel, tất cả những người khác thấy rằng Chúa ở với họ. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, con cầu nguyện để mỗi bàn chân chúng con đến đâu thì bởi ân điển của Chúa, chúng con chính nơi đó làm cơ nghiệp vì sự vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng hiệp nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.